Rồi không đánh nữa đuổi về. Thế khi nào đánh thì con bảo mẹ hoặc là con mắc cô nhá. Mẹ xử lý cho. Được chưa? Khi nào bạn đây đánh thì con phải bảo mẹ. Mẹ xử lý luôn. Mớ phẩn. Mình đừng có chuyện mớ phẩn như vậy được. Không có ai đánh con hết. Không có ai được khác đánh con hết. Anh hiểu chưa? Đánh gì? Đánh gì? Đánh gì? Hả? Mình lấy làm vậy đang ấy. Đánh gì? Chơi 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 chơi. Nào con. Vào thấy lại tóc này. Bao cô hẳn bông lên thôi. Nha. Ăn gì? Thấy các bông hẳn lên thôi. Con hỏi mẹ với bố đi xem phim á. Hay là cho con đi xem phim. Nếu có chuyện tí cuội rồi. Mẹ mua tầm 1, tầm 2, tầm 3, tầm 4, tầm 5, tầm 6 được không ạ? 30.000 một quyển mà. Ở nhà kia bán 40.000, mẹ mua 30.000 thôi. Đi tắm đi. Áo đi, sấy lại tóc đi rồi sao. Mẹ làm trứng không? Mẹ làm trứng không? Thôi có thịt kho với cả có gà này. Với cả có ấy nữa. Con rừng. Một cá. Con chua cá lóc. Thank you.